Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay giữa đại sư Chị Hâm Hâm và Yêu Ma Tào Nhâm Lỗi. Trận đấu đầu tiên thì Chị Hâm Hâm cầm đỏ đi tiên, còn Tào Nhâm Lỗi cầm đen phối màu. Trận đánh diễn ra năm 2011, mời bạn thưởng thức.将军。
将军。 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 Trên đây thì yêu ma tạo nhầm lỗi đã buông càng nhận thua vì không thể nào chống được trận xâm xe gọi hồn.将军. Mà các bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai diễn ra năm 2008, Triệu Âm Âm cầm đỏ đi tiên, còn tạo nhầm lỗi nó cầm đen thổ hậu. Mà bạn thưởng thức.
Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên.
将军。将军。将军。将军，trên đây thì yêu ma tạo nhầm lỗi đã buông cờ, và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.